Dạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả thân thương của kênh Trang TV. Hiện giờ là 4 giờ sáng, quý vị khán giả, Trang đang ở sân bay quốc tế Nội Bài để chuẩn bị cất cánh đi về Huế. Chuyến lúc 7 giờ 45 lận, nhưng mà tại vì Trang sợ trễ đó nên là thôi Trang đi sớm luôn. Giờ Huế chỉ có, từ Hà Nội sang Huế chỉ có 2 chuyến quý vị khán giả. Một chuyến sớm nhất là 7 giờ 45, còn chuyến sau là 8 giờ rưỡi á. Nên là Trang tranh thủ bắt chuyến sớm nhất để ra Huế cùng với đoàn. Và đây, sáng sớm tại Nội Bài rất là vắng khách luôn quý vị khán giả. Không có, chắc là tại sớm quá nên một sân bay chưa có ai luôn. Quý vị thấy không? Giờ Trang đến sớm quá. Dạ, đoàn của Trang đợt này đi á, là lịch lúc đầu tính là ngày 3 tháng 11 đi đến ngày 5 tháng 11. Nhưng bây giờ thì có một số thay đổi nên là chuyển đi ngày 2 tháng 11 cho đến ngày 5 tháng 11. Thành ra là Trang mới từ Hà Nội, Trang phải bay một chuyến bay riêng từ Hà Nội sang Huế. Còn mọi người, cả đoàn thì sẽ bay từ Sài Gòn ra Huế. Rồi anh em sẽ gặp nhau tại Huế khoảng 9 giờ, 10 giờ. Và sau đó sẽ di chuyển một ngày ở Huế, rồi sau ngày hôm sau sẽ di chuyển xuống Quảng Trị. Đây, sáng sớm em đang tính kiếm mua gì ăn mà tất cả các quán chưa mở cửa luôn. Khác cái sân bay ở Sài Gòn ha. Tại sân bay ở Sài Gòn thì Trang thấy mở cửa suốt à. Trang đến giờ nào á, bay sáng sớm á, đợt trước mình bay sáng sớm thì cũng có mở cửa. Đây chỗ Big Bull là chỗ tụi Trang hay ăn phở lúc ra sân bay nè. Thì bây giờ cũng chưa mở cửa luôn. Thành ra giờ ra sớm á mà chưa chỗ nào mở hết, cái gì hết nhà thấy không. Anh hay chỗ ghế chờ nè, không có ai luôn. Dạ, đoàn Trang đợt này á, thì đi ngày đầu tiên, đi chuyến đầu tiên ở Sài Gòn thì sẽ gồm các đệ tử Nguyễn Thị Ngân, Trần Thanh Chương, Phương Trời Xa Xứ Lạ, Ngọc Tú Bolero, Nguyệt Trần Official. Các bạn sẽ di chuyển từ Sài Gòn ra. Còn anh Khương thì anh Khương sẽ bay sau với Khương Nhã, tại anh Khương kẹt đóng phim Bánh Mì Không Màu nên là khoảng tối 7 giờ anh mới ra lần. Quán cà phê thì bây giờ cũng đang chuẩn bị thôi, chưa mở nữa, nguyên sân bay chưa khai hết. Vậy phải ngồi đợi đến đến 7 giờ với Khương Nhã. Dạ, do là hôm qua đợt này đi bữa Trang bị bé Phương trôn nên là đợt này hơi gấp một xíu. Nhưng quý vị khán giả đừng lo nha, Trang với bé Phương không có buồn gì hết, Trang không có buồn bé Phương gì đâu. Lúc đầu nghe tin đó thì Trang hơi buồn tí xíu, mà không phải buồn bé Phương mà là buồn vì Trang không được đi với chuyến miền Trung. Thành ra Trang hơi tiếc. Dạ, nhưng mà lúc sau thì Trang biết được là bé Phương trêu thôi nên là không sao quý vị khán giả. Đây này, Trang lại là có mặt ở sân bay đây, nhưng mà không biết là mấy bạn bên Sài Gòn tới chưa thôi. Dạ, thì để xíu nữa lúc mà lên máy bay rồi thì Trang lúc mà đáp ở sân bay Huế, thì Trang sẽ quay clip, Trang sẽ đón các bạn ở Sài Gòn để quay với khán giả biết ngày đầu tiên của đoàn Khương Dừa tại Huế như thế nào nha. Bây giờ chắc là Trang phải vô mấy cái ghế massage ngồi trước sư phụ Khương Dừa hướng dẫn để nằm trong lúc chờ đợi quá. Còn 3 tiếng nữa, 3 tiếng 45 phút gần 4 tiếng nữa mới được bay. Này, cho nó làm thủ tục mấy mai xong rồi. Giờ là chỉ có ngồi chờ thôi. Đây rồi, bây giờ Trang sẽ ngồi giải lao tí xíu trong lúc chờ đến giờ bay nha. Xíu nữa hẹn gặp lại quý khán giả ở Huế. Sẽ thay đổi cửa ra máy bay. Quý khách sẽ ra máy bay tại cửa số 6. Chúng tôi thành thật xin. Dạ, xin chào quý vị khán giả của kênh Trang TV. Bây giờ là 9:50 tại Huế quý vị khán giả. Trang đã đến sân bay của Huế rồi. Và bây giờ là đoàn của từ Sài Gòn ra Huế cũng đã đến. Đây, mới đáp luôn quý vị khán giả. Bây giờ Trang sẽ đi tìm 6 anh em còn lại, 6 anh em siêu nhân còn lại trong đoàn Khương Dừa nha. Dạ. Đây, chưa thấy ai hết. Đoàn của mình là gồm có Nguyễn Thị Ngân Official, Trần Thanh Chương, Nguyệt Trần, Phương Trời Xa Xứ Lạ. Đây, Trang kiếm các bạn. Do Trang có công việc gia đình ở Hà Nội nên là Trang bay ở Hà Nội sang Huế. Còn mọi người là bay từ Sài Gòn sang Huế. Nên là chuyến bay của Trang cũng sớm hơn mọi người tí xíu. Nên là giờ Trang đã ra trước. Đây, đã phát hiện người anh em đầu tiên.
Trần Thanh Trương. Này đây sớm vậy. Hôm nay Trương rất kinh nghiệm. Trương mang theo một cái loa. Mang theo một cái loa thôi hả? Chứ hôm nay tiền bạc thì anh Khương giữ rồi. À hôm nay không mang ba lô nữa hả? Không. Thanh Trương. Đây giữ dùng người ta mà. À cái này là của người khác hả? Đây là cái này là ai chuẩn bị cho em? À cái này là của đoàn anh Clemen. À đây anh Clemen. Chị tưởng là đợt này là Trương thay đổi đạo cụ, đợt trước là ba lô, còn đợt này là loa. Cái này là mình nói cho nó to hơn đó quý vị nhỉ. Rồi hôm nay đi đồ đạc đâu? Không mang gì luôn hả? Có, mang gửi ký gửi rồi. À, ký gửi rồi. Còn các bạn khác sao ta? Đang đi. Nay khỏe không? Em khỏe không? Ồ, hello. Đây ạ. Mừng quá anh còn tưởng sợ xuống dưới này em quên cái ba lê của anh. Hoàng Thái, Phương Trời Xa Xứ Lạ và Nấm Bi. Đây. Chào quý khán giả. Hello Hoàng Thái, đây bạn Thái. Mấy giờ vậy ạ? Chị mà tới lúc 9 giờ. À, tới mà đợi mọi người xíu. Đây này, đây là lấy đồ đúng rồi. Trang từ Hà Nội vô, đồ bên này nè, đồ bên này nè. Dạ. Đây này Trang kéo vô. Dạ. Mọi người đang lấy đồ quý vị khán giả. Đây Trang đẩy qua đây. Nấm Bi hôm nay em khỏe không? Dạ, sáng nay em bị ngủ quên á. À. Xong rồi để cho má thức mà em không nghe gì luôn. Đến lúc mà Trương với lại Ngân gọi em giật mình. À, nhưng mà cũng may là em đã đến kịp á. Cũng may là em đến kịp. Chắc mình đi vòng qua đây đi. Vòng qua đây lấy đồ đi. Đây. Hôm nay là ai cũng sẵn sàng để đi liền luôn. Còn thiếu Nguyễn Thị Ngân Official nữa. Ngân đội cái nón như này. Ngân ơi. Ê. Đi theo đoàn. Bà nó cũng đợi cái nón y hệt như đoàn đi du lịch á. Giống như là Ngân đang đi tour vậy. Oh, hello Nguyễn Thị Ngân Official. Hôm nay tâm trạng như thế nào? Đây là lần thứ hai Phương Nhân đến Huế đúng không? Bị nhức đầu nữa hả? Không biết sao có mỗi lần mưa. Lấy chai dầu không? Chị có chai dầu nè. Không, có mỗi lần đắt cánh rồi nó bút cái đầu dễ sợ. Nè, có chai dầu nè. Chị tới đây lúc mấy giờ rồi ạ? Chị tới lúc 9 giờ. Mà hôm qua, tối qua là chị phải đi xe giường nằm. Từ chỗ Lào Cai đi xuống dưới Hà Nội. 4 giờ sáng là chị đã tới sân bay. Chưa có ngăn gì mở luôn. Tao chị phải nằm ngủ đến 6 giờ. Cái người ta mở chị mới vô ăn. Trời ơi. Em lấy đồ luôn hả? Từ nhà lên xong là mới xuống Sài Gòn, nghĩa là ra sân bay luôn á. Bây giờ có đi tập thể dục về cho khỏe để đợt này chiến đấu tiếp không? Khỏe sẵn rồi gần như. Dạ, đàn của... lúc nào cũng rất khỏe. Đây, đàn của Trang vậy là đủ rồi đó. Điểm danh là có Nguyễn Thị Ngân Official. Thiếu anh Khương. Dạ, anh Khương với lại Tú là sẽ đi vào chuyến tối nay. Có bao giờ anh Khương bỏ tụi mình không? Anh Khương không đi luôn nè. Không. Không sao, không. Để không biết được. Không biết được. Có bao giờ đây là một cú trôn lớn của anh Khương không? Trôn không chuyến đi này là tiếp tục là anh em đợt trước là đã được anh Khương tài trợ đúng không Phúc chớ, đợt này là vẫn đang kiếm nguồn tài trợ. Đây mọi người đang đợi lấy vali. Đây là lấy hành lý. Dạ đợt này chuyến của tụi Trang là chuyến 9 giờ là có Nguyễn Thị Ngân Official, Trần Thanh Trương, Nấm Bi, Phương Trời Xa Xứ Lạ. Đây Trang xin đi rồi nha. Em lấy đồ xong chưa? Em có. Phương Trời Xa Xứ Lạ. Mọi người chỉ sợ. Đây, xin chào quý vị khán giả của kênh Trang MTV đi. Xin chào quý vị khán giả của kênh chị Trang lên thành phố. Yeah. Đây, chị Trang móc cho. Chị móc chị đến lúc 9 giờ. Mà rồi sao hôm nay lừa tôi không cho tôi đi, bây giờ tôi đã xuất hiện ở đây. Dạ quý vị khán giả cứ tưởng là Trang với Phương giận nhau nhưng mà không có, hai chị em thân. Dạ, tôi xin lỗi khán giả của chị Trang với tôi. Không có gì, không có gì. Không nhớ lại vậy nữa. Không có gì, đợt này rất là hoan nghênh bé Phương Trời Xa Xứ Lạ đã gia nhập vào gia đình bảy anh em xứ Nga. Mất chị Cẩm Hà thì lại có chị Phương Trời Xa Xứ Lạ. Với cân nặng, người tương xứng. Không, có chiều cao một chút. Ủa chị cao chị Hà không ta? Nói chị cao hơn chị Hà chút xíu hả? Chị Hà 1m55 á chị. À chị cao hơn chị Hà. Chuyến đi hôm nay thì anh Khương vừa sẽ đến sau. Đàn đầu tiên là một đàn từ Sài Gòn đến Hà Nội thì sẽ đến Huế lúc 9 giờ.
đàn của Trang là từ Huế ra Hà Nội là đã đến lúc 9 giờ, lộn, từ Hà Nội về Huế là 9 giờ, còn Sài Gòn ra Huế là 9:50. Giờ Trang với là các bạn đã gặp nhau đông đủ rồi. 9:35. Ừ, đã gặp nhau đông đủ rồi. Còn anh Khương vừa với lại Tú đi sẽ đi chuyến buổi tối, tại anh Khương đóng phim Bánh Mì Ông Màu nên là 9 giờ anh sẽ có mặt tại Huế, sau đó các anh em sẽ gặp nhau di chuyển qua Quảng Trị. Tối nay là tụi Trang sẽ ở Quảng Trị để sáng mai cứu trợ Quảng Trị là ngày 2. Không, tối nay Quảng Trị luôn, nhắn lịch rồi đó. Là tối 2/11 là sẽ ở Quảng Trị. Ngày 3/11 mình sẽ cứu trợ Quảng Trị luôn. Ngày 4/11 là Quảng Bình. Ngày 5/11 là Đồng Hới. Dạ. Dạ rồi, quý vị khán giả ơi, bây giờ thì Trang với các bạn sẽ chuẩn bị lấy hành lý để đi ra nha. Để tụi Trang sẽ chuẩn bị lấy hành lý để lên xe. Bữa đi giờ có chuẩn bị đi nè, khán giả chắc dặn dò lắm ha. Không, lần này mình quen rồi, mọi người cũng nghĩ mình có kinh nghiệm rồi nên mọi người không dặn gì nữa. Dạ, không ai quan tâm nữa. Mọi người cũng hỏi sơ sơ thôi chứ không dặn kỹ như hồi đầu. Ba mẹ có lo không? Ba mẹ em thì cũng hỏi thăm, cũng dặn sơ sơ thôi à. Bữa nay em về quê trước khi em đi luôn ha, trước khi em đi. Em mới lên tối qua đó. Vậy là cũng là đi một chuyến đi dài luôn á, từ tối qua lên xong rồi đi ra máy bay luôn. Nắm bi nhưng hôm qua cũng từ Nha Trang lên, rồi hôm nay mới ra. Từ chị. Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng. Sáng nay nhờ em may có em gọi không là. Xít hả? Đứt cắn rồi. Là thuê máy bay riêng ha. Thuê phi cơ riêng đi. Sát giờ luôn hay sao? Đó 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi. 6 giờ mấy gần 7 giờ là em chưa thấy tới em gọi. Em tưởng là đang trên đường đi ai dè còn nghe giọng như đúng kiểu mới ngủ dậy. Do là hôm qua Nấm Bi có việc gia đình ở Đà Nẵng nên là tối qua Nấm Bi cũng bay khuya vào đó. Ngon Ngân thì là ở Đắk Lắk, Trang thì ở Hà Nội, nhưng mà tối qua là cái tối mà cả nhóm phải di chuyển vậy đó. Di chuyển về Sài Gòn là sáng nay bay sớm. Dạ. Rồi quý khán giả ơi, bây giờ Trang với các bạn sẽ chuẩn bị để lên xe đây. Đàn Trang đã đủ các thành viên rồi. Hiện giờ là đã có 5 anh em siêu nhân trước, còn sư phụ Hương Dừa. Sư phụ Hương Dừa với Ngọc Tú sẽ đến vào buổi tối. Nên là buổi tối sẽ giới thiệu lại các thành viên cho quý vị khán giả nha. Cảm ơn quý vị khán giả. Bye bye. Chào mọi người.